Xin lời xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta rất là vinh dự có mặt dân biểu liên bang Michelle Steele ghé thăm và chúng ta sẽ nói về những vấn đề liên quan đến cộng đồng. Good afternoon, Congresswoman. Thanks for being here today. How's everything? Everything's really good. Thank you for inviting me today. Thank you. I know that you've been doing a lot of good work in Washington, D.C., and you've been raising a lot of concern about the Vietnamese-American community, especially their families in Vietnam that being oppressed, you know, whether with freedom of religion or freedom of speech, what have you. Can you tell us more about your work recently? You know what? Actually, you remember that, you know, head monk Thich Minh Thuệ, that he was, you know, finally he was released. And I hope this is not Vietnamese propaganda, just like released him and he's on TV. You cannot really trust these communist countries. So what happened was right now that in Thailand, there are over 2,000 Vietnamese refugees living there. And those people don't have any visas. And some of them are actually UN-designated refugees, but some of them are not. And they've been actually oppressed by Vietnamese government too. Kính thưa quý vị, cho phép John dịch lại lời dân biểu mà Michelle Steele vừa nói. Bà ấy đề cập đến thầy Thích Minh Tuệ là một trong những nhà sư mà bị đàn áp tiếng nói. Bà ấy có lên tiếng vào vài tháng trước, nhưng mà bây giờ lại thấy cái sự xuất hiện của nhà sư. Không biết đây có phải là một cái sự tuyên truyền của nhà nước Việt Nam hay là không, nhưng mà rất là vui là thấy thầy bình an vô sự. Và bà cũng đề cập đến tình hình của những người Việt Nam tị nạn ở Thái Lan, những người bất đồng chính kiến mà bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. Yeah, please continue. So Vietnamese government is not just oppressing these people outside of Vietnam, but they're actually kidnapping these people when they speak up against, you know, Vietnam. And then they kidnap them and then put them in the prison, you know, without just saying anything except just they are, you know, opposite side of Vietnam. Definitely. That's not really right things to do. Right. You brought up Thich Minh Tuệ. I know that you fought for him last month or 2 months ago, and you even wrote letters to the ambassador in Vietnam expressing your concern about his safety, his well-being. And I think the government of Vietnam heard that. I hope so. I think they did. And the way that they treated him, they relaxed a little bit and they brought him back on television just to show to the world that, okay, he's safe. He's safe with us. You know, don't worry. But you know what? It's really interesting because I asked for a visa because I wanted to see his well-being in Vietnam. And we requested 3 times and they're not, you know, Vietnamese embassy is not really responding it. But you know what? I'm very happy that he's free. And I hope he's really free, not played around by, you know, Vietnamese government. Yeah. Sean có đề cập đến vấn đề thầy Thích Minh Tuệ là bà dân biểu đã đấu tranh cho thầy sư 1 tháng hay 2 tháng trước trong khoảng thời gian dài và bà đã từng đề nghị chính quyền Việt Nam cấp visa để cho bà về thăm Việt Nam 3 lần. Nhưng mà cả 3 lần thì họ đều không trả lời. Cho nên là bà hy vọng là thầy Thích Minh Tuệ là thực sự là được bình an chứ không phải là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là đang đùa cợt với cái hình ảnh của thầy ấy để chỉ để cho người dân biết là thầy ấy an toàn mà thôi, nhưng mà thực chất là thầy ấy đang bị một sự gò bó gì đó. Let's talk about Thailand. You also raised your concern about Yi Khun Bi Dap. Yes. One of the activists that the Vietnamese government trying to bring him back to Vietnam for persecution, for a crime that he wasn't even there. Exactly. And the court that they had in Vietnam, he wasn't even there either. So they convicted him as a felon, and they want to bring him back. So Mr. Bidab's case is a little different than others because others are refugees, and sometimes they don't have visa in Thailand. But Mr. Bidab is really UN-designated refugee. This is the first time that Vietnamese government asked Thai government to arrest him and deport him back to Vietnam.
bà Dân Biểu nói là trường hợp của Yquin Bidap nó khác với lại những người tị nạn mà đang sống ở Việt Nam. Ông ấy bị đem ra xét xử và chính quyền Việt Nam muốn thúc đẩy chính quyền Thái Lan phải cộng tác và mang ông ấy về để mà xét xử ở bên Việt Nam. So officially, Vietnamese government said he's a terrorist. So that event last year, what happened inside of Vietnam, but Mr. Bidap's been in Thailand since 2018. So how he can be a terrorist? Why Vietnamese government wants to, you know, bring him back? For what? Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam muốn kết tội cho ông ấy là một khủng bố, là một thành phần khủng bố. Nhưng mà cái sự thật là ông ấy đã ở Thái Lan từ năm 2018. Trước khi cái chuyện, cái sự kiện ở Đắk Lắk xảy ra ở Việt Nam thì không biết là tại sao họ lại kết tội với một người như vậy khi mà chính ông ấy không có mặt ở Việt Nam. So actually I talked to US ambassador to Thailand personally and then I sent a letter out to actually Vietnamese government too. But at the same time, Vietnamese embassy too, that you know what, this is not acceptable. And then I heard that Thai ambassador was telling me that he is actually recognized, UN recognized refugees, but he's in jail because of a visa overstay. Bà ấy có nói chuyện với đại sứ Thái Lan cũng như là đại sứ bên Việt Nam và bày tỏ cái sự lo lắng của bà ấy đối với ông Yquin Bidap. Và được đáp lại là ông ấy hiện là đang có quy chế tị nạn do Liên Hợp Quốc cấp cho, nhưng mà ông ấy đang bị ngồi tù là vì cái lý do là cái visa của ông ấy đã hết hạn rồi. So actually Thai ambassador told me that there are actually working on that he can go to Canada, but Canada's visa was not really getting yet. So we did whatever we can. I was speaking him about on the floor, congressional floor, you know, Congress offices. And then we actually sent out the letter to Vietnamese government, actually U.S. Ambassador Napper. And then I sent a letter out to Vietnamese government too. But Thai, actually Prime Minister, Thai Foreign Ministers and Thai Ambassador. And then I sent out the letter. Finally, actually, I sent a letter out 2 weeks ago to Canadian government to expedite it. And then I sent a letter. I think I am sending a letter out next week one more time to Canada's, like, you know, their immigration officers that, right, you know, please expedite because he had the hearing, court hearing, and on August 1st, as you know. And then all other countries, suddenly they are getting involved with it because the first court hearing, we had the only U.S. embassy staff were there. And then August 1st, we saw it's not just U.S. embassy people, but we saw from U.K., Switzerland, and other countries. So we made a lot of noise and all other countries are watching because you cannot indict somebody who is actually UN designated refugee. Ngoài chính phủ Hoa Kỳ ra, ngoài đại sứ Hoa Kỳ cũng như là chính phủ Việt Nam ra thì bà ấy cũng viết lá thư đến cho chính phủ của Canada và những người làm trong lĩnh vực về di trú ở bên Canada, bày tỏ cái sự lo lắng và thúc đẩy cái sự di dân của Yquin Bidap đến Canada nếu có thể. Và ngoài đất nước Canada ra thì cũng có những đất nước như là Anh Quốc và những quốc gia châu Âu cũng bày tỏ cái sự lo lắng và họ bắt đầu quan tâm. Talking about the letter, I actually saw your letter to the Canadian government. Mm-hmm. The Canadian government has been very welcoming mm-hmm. the Vietnamese refugees in Thailand for mm-hmm. the past decades, mm-hmm. even more. Mm-hmm. So I know that they are welcoming these people over there. Mm-hmm. It's just the matter of time. If the people in Thailand, or as a matter of fact, the Thai government is willing to release these mm-hmm. people mm-hmm. out of court, mm-hmm. then I think that the Canadian government can expedite if they hear your concern, you know, mm-hmm. especially from the U.S. Congress. Well, they just got another interview and
Canadian government was requesting just a couple more documents from Mr. Bidep. Okay. And at the same time, if it doesn't work, then we are preparing in the United States and try to bring him over here too. But we are pushing this so much because August 19th is going to be another court date set. So before August 19th, and I want him to be released. À, dân biểu Michelle Steele nói là đến ngày 19 tháng 8 thì sẽ có một ngày ra tòa nữa của Equin Bidap. Bà ấy đang cố gắng đôn thúc cái tiến trình di dân của anh Bidap ra khỏi đất nước Việt Nam, ra khỏi đất nước Thái Lan, xin lỗi, để có thể định cư tại Canada hoặc là Hoa Kỳ. So the reason the Vietnamese American community so worried about him, not only the Vietnamese American community, but the refugees in Thailand as well, because they are afraid for their own lives and their family. If something like this keep happening to activists like Equin, then certainly it can happen to them and their families. Exactly. So everybody is you know, worried about it right now, and they have their attention on him. Can you tell us more about the people that, you know, outside Equin, the other 2,000 refugees in Thailand? What are their futures look like? You know what? They are still living in Thailand. It's not just last couple of years. It's almost more than 30 years now. And they always wanted to come here. And there's a program. And, you know, in United States, that you know what? You can actually five families can sponsor, then you can bring one refugee in. And we've been working on that. And I heard that takes for a long time, 2 to 3 years, maybe longer. So we're gonna actually ask U.S. government how we're gonna expedite that. So I think that's one of the most important thing, especially when these 2,000 people, over 2,000, Vietnamese living in Thailand, if they didn't cause any trouble there, why not bring them in if they have families here or if people can sponsor them here? And that's what we're going to work on it. But it's next step right now because everybody's so desperate about Mr. Bidap. How are we going to make Thai government release him? How are we going to make sure that he's going to go to Canada or United States? He has to be free. Because I don't want him to go back to Vietnam. You know what Vietnamese government is going to do to him. Những người đang tị nạn ở Thái Lan không chỉ là mới gần đây không mà đã mấy chục năm trước đây, có thể nói là 30 năm, cho nên là có rất là nhiều người đang sống vất vưởng ở đó và họ đang tìm đủ mọi cách để mà định cư đến một quốc gia thứ ba. Và có một cái chương trình gọi là The Welcome Core Group of Five. Năm gia đình ở Hoa Kỳ có thể bảo lãnh một gia đình bên Thái Lan, xin lỗi, 5 gia đình hoặc là 5 cá nhân, son không chắc, nhưng mà đã có một cái chương trình Welcome Core bảo lãnh những người này qua, và bà dân biểu sẽ làm đủ mọi cách để mà đôn thúc chính phủ Mỹ. Bà sẵn sàng làm việc với chính phủ Hoa Kỳ một cách nào đó để mà cho cái quá trình này có thể tiến hành một cách suôn sẻ, nhanh nhẹn. Thank you, ma'am, for that. Speaking about human rights, there are still many prisoners of conscience still, you know, in prison in Vietnam. And I know that you have multiple requests to go to Vietnam, but you haven't heard anything from their side. Yeah. I hope I can get. So, you know what? I can see these people and I can meet these people that, you know, I want to see their well-beings in their prisons. And hopefully that pre-trial prisoners, especially, and there's one lady that who's been captive of the last couple of years without trial. So they don't even know she's guilty or not. And she has cancer. And I know who you're talking about, Nguyen Thuy Han. Yeah, her husband wants to take care of her. But you know what? The Vietnamese government is not releasing them. It, you know, human rights is so important. It's a basic need. And you cannot put innocent people in the jail. That's exactly what Vietnamese government's been doing. I love to see them, and I hope to see that end of my term, whatever my term will be, that, you know what, all these over 177 innocent prisoners because of the religious
freedom because of the political, you know, I want them to get freed. Bà Michelle Steele muốn bày tỏ cái sự quan tâm và lo lắng đến cho những nhà đấu tranh dân chủ đang kẹt lại Việt Nam. Có những người họ đang mang căn bệnh ung thư cũng như là cái tình trạng sức khỏe rất là yếu kém. Và bà ấy rất là muốn biết là sức khỏe của họ bây giờ như thế nào. Bà ấy rất là quan tâm đến cái tình hình của họ nói chung. Nhưng mà chính phủ Việt Nam thì đã nhiều lần không nhắc đến cái chuyện gọi là cấp cái visa cho bà ấy về thăm. Cho nên là bà hy vọng là cuối cái term của bà, không biết là bà đến bao giờ, thì bà sẽ có cơ hội về Việt Nam để mà xem xét cái tình hình sức khỏe của những tù nhân lương tâm. Talking about the prisoners of conscience and the violation of human rights in Vietnam, you recently calls for the Biden administration to take action and to oppose the Vietnam's request for the market economy. And I think the government has answered your call. They had denied the, or at least the Department of Commerce, they denied Vietnam's request for that. And that really a big blow to a the communist regime in Vietnam. You know what? Hopefully someday Vietnam is a free market country, so Vietnam is going to get it. Yeah. But at this point, you know what? Unions, it's not really working unions. The wages, it's not wages set by the free market. Government's setting it. And government controls all these companies. It's almost like state-owned companies. And their, you know, money, if you know, money values. And it's so different because Vietnamese government is controlling it. And none really fits that there can be a market economy. You know what? We have to make sure someday, yes, when they have a free market, they should be. But this is not the time until they release all these prisoners and then they stop human rights violations and they stop controlling economy. Then they're going to get it. Absolutely. John có đặt một câu hỏi về cái quyết định gần đây của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra là đã không chấp nhận đưa Việt Nam vào danh sách kinh tế thị trường. Và điều này là một điều mà dân biểu Steele đã đề nghị đến chính quyền ông Joe Biden cũng như là Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhiều lần ở trong quá khứ. Cuối cùng thì họ đã đưa ra quyết định và bà ấy bày tỏ cái quan điểm là trong tương lai hy vọng là Việt Nam sẽ được công nhận là một nền kinh tế thị trường. Chỉ đến khi mà họ có thể thả những tù nhân lương tâm ra, lắng nghe tiếng nói của người dân, cũng như là không có kiểm soát cái nền kinh tế của Việt Nam nữa, đặc biệt là về vấn đề tiền tệ. Chỉ khi nào mà chính phủ Việt Nam không kiểm soát mọi hình thức độc đoán đến nền kinh tế Việt Nam, để cho Việt Nam mở rộng cái nền kinh tế của mình như là một nền kinh tế thị trường của thế giới, thì đến lúc đó thì Việt Nam sẽ sẵn sàng được chấp nhận là một nền kinh tế thị trường. So recently there is a change in leadership in Vietnam. The Secretary General Nguyễn Phú Trọng just passed away, and there's a new leader named Tô Lam. However, the situation in Vietnam hasn't changed. Right. And we know that they're still taking orders from Communist China. So you are very well known in the past and even in the present that you're openly standing up to fight Communist China. Can you tell us more about your work in D.C.? You know what? China is like Vietnam's big brother. So Vietnamese government always try to imitate the, what China does. But at the same time, Vietnamese government is very scared that China might gonna take over. So they have two throngs right there. That one, yes, we don't want to be like China. Second, we don't want to be attacked and we don't want to lose our territory by China. So that's the way it is. But China is a very, very dangerous country. It actually, China is the biggest threat to the world. It's not just United States, but they are. Right now, they try to take over Philippines' second island. That, you know, it's like a little kid. You finger pointing at one direction. That's mine.
that's the way China acts like a little child. You know what? That's mine means that's mine. That's not really true in the world. So they try to expand. After Philippines, guess what? Dân biểu Marcel Steele nói là Trung Cộng giống như là một người anh lớn của Việt Nam, luôn luôn hăm he và ăn hiếp Việt Nam. Và Việt Nam hiểu rõ điều này. Một mặt thì họ lắng nghe những cái chỉ thị từ Trung Cộng, nhưng mà mặt khác họ cũng rất là sợ bị Trung Cộng nuốt chửng. Và đây là hai điều nó rất là mâu thuẫn với nhau. Và không những là Trung Cộng là một niềm đe dọa cho Việt Nam, mà là một mối đe dọa cho cả thế giới. Và đặc biệt là Philippines, Trung Cộng đã xâm chiếm hai hòn đảo của Philippines. Trung Cộng như là một đứa trẻ thích ăn hiếp người khác, hoặc ăn hiếp những đứa trẻ khác. Please continue. So I send a letter out to the Department of Defense that look, you really have to watch out in the Pacific region, because after Philippines, it's going to be Vietnam. But China actually announced that he's going to go after all these countries, but they said that they didn't have war such a long time, so they want to make Taiwan as a guinea pig. So they're going to attack guinea pig Taiwan first, and they want to see how strong their military is. Khi mà đề cập đến vấn đề Trung Cộng ở Biên Đông, thì bà Marcel Steele bày tỏ cái sự lo lắng, và bà ấy đã gửi một bức thư đến cho Bộ Quốc phòng, Department of Defense của Hoa Kỳ, đặc biệt là vùng Biển Đông, Thái Bình Dương, bày tỏ cái sự lo lắng là một khi mà Trung Cộng đã nuốt chửng những hòn đảo của Philippines, hoặc là thành công đe dọa Philippines, thì kế tiếp là sẽ đến Việt Nam, và Trung Cộng sẽ là một cái mối đe dọa ở Biển Đông cho tất cả những cái quốc gia láng giềng, và đặc biệt là Taiwan, là một nước Đài Loan, để mà thử sức mạnh của Đài Loan, xem cái sức mạnh quân sự của Đài Loan sẽ như thế nào, và sau đó thì họ sẽ tính thêm một bước nữa và tiếp tục đe dọa các quốc gia khác trên thế giới. So you know what? After Taiwan, then it's going to be South Korea, Japan. Then our defense line is going to be changed. Then go after Vietnam, Philippines. Where are they going to stop? Sau Đài Loan thì sẽ đến Nam Hàn và sẽ đến Nhật Bản, Việt Nam và Philippines. Thì không biết là họ sẽ dừng chân ở đâu. So China is not just doing that, threatening, but China itself is actually building infrastructures on those poor countries out there in the Pacific countries. You see Cambodia and other countries. You go to African countries, Madagascar, Benin, they are building it. And go to South America, they are building all these infrastructures, means that ports, airports, freeways, and highways. And then these countries cannot pay for it. Guess who's controlling it? So it's like a debt trap. Exactly. Okay. Không những là những quốc gia này mà Trung Cộng còn tiến đến những quốc gia khác như là Cambodia, những quốc gia ở châu Phi, Madagascar, xây dựng những hạ tầng cơ sở ở đây nhằm cái mục đích gọi là một cái bẫy nợ, làm nên một cái bẫy nợ cho những quốc gia này, và sau đó những quốc gia này sẽ phải phụ thuộc vào Trung Cộng để cho họ tiếp tục hoành hành, tiếp tục thao túng những quốc gia này. So is it the reason that, you know, we are watching, but at the same time we have to be really helping our allies? But China is watching most closely is the Russian, and you know, after Russia attacked Ukraine, so Ukraine war, that how United States is responding, because they don't want United States to come rescue all these countries. So they want to see that how much we are pouring in and how much we are helping Ukraine. So that Ukraine war is really, really important to the whole world. Vì vậy cho nên là chúng ta phải tiếp tục, khi mà nói chúng ta là đang đề cập đến nước Hoa Kỳ, phải tiếp tục theo dõi, giám sát, cũng như là phải giúp đỡ những đồng minh của mình. Và Trung Cộng đang tiếp tục gây cái sức ảnh hưởng đến trên toàn thế giới, và đặc biệt là cái vấn đề ở Ukraine, ở bên Đông Âu. Họ muốn xem coi nước Mỹ sẽ phản ứng như thế nào, sẽ giúp đỡ những nước đồng minh của mình bằng những cái nguồn lực như thế nào, và họ đang xem xét chúng ta.
But bottom line is we don't need another war because that, you know, Iran is about to attack Israel right now, and there's just like a big war, and we have to make sure that we're going to help Israel, because when Israel is gone, that region is going to be totally barbaric country, so we have to keep that. Now we are fighting Russia, so keep Ukraine, and we don't need another war. But all these like a small attack to like a Philippine Island or Vietnam or any other countries in the Pacific, we really have to stop. And you know what? To stop those means that United States defense has to be really stronger. We have to have a strong defense department, and we have to work with our allies. Nói cho cùng thì đất nước chúng ta không cần một cuộc chiến nào nữa. Hãy nhìn vào Trung Đông, nhìn vào Iran. Chúng ta phải giúp đỡ đồng minh của mình là Israel. Chúng ta phải tiếp tục đấu tranh với nước Nga và xây dựng một bộ quốc phòng thật là hùng mạnh. Không những vậy mà chúng ta phải giúp đỡ những đồng minh của chúng ta để chống lại kẻ thù. Yeah, I totally agree with you that we don't need another war going on. Right. It's too much. Yeah. So let's talk about your time in August right now. Now that Congress is it in recess? Okay, that's the term they use. So Congress is in recess right now. How are you spending your month of August? Going out to the districts. Uh-huh. Since last September, I was not here much except every weekends. So I try to go out, meet a lot of constituents and door knocking during the weekends, but that's a little different. And meeting, meet and greets, and you know, advisory board meetings, and meeting all the city officials, and we are working on for next year that how we're gonna move forward. That's excellent. Mm-hmm. It's always good for the constituent to see you. Yep. You know, to see you in person, and I'm sure that a lot of people are very excited. You know, the upcoming November, they're definitely gonna throw their vote in for you again because of everything that you've done for the community. Yeah, I'm looking forward to it. Good luck on everything. Thank you.